chưa đồng xoan nhé. Nhục nhạc. Trong video này mình sẽ đi ăn ở con ngỗ ẩm thực nổi tiếng nhất Hà Nội, ngỗ đồng xoan. Mình sẽ tham gia cùng chuyên giám chạm điện Long Hòa Ốp và chúng mình sẽ cố gắng ăn nhiều nhất có thể với 100 kê. Đi thôi. Món đầu tiên chúng mình thu là bún cha ném quả bè. U la la. Quán mình mở lâu lâu chưa cô? Mở lâu rồi, 3 đời rồi. Anh được biết tên là đặc sản của Hải Phòng, nhưng miền nem chèn dồn, bèo ngai, đúc ngồi, bên trong là những miền thịt của thơm ngon. Một trong những cái điều đặc biệt ở đây tức là để mà tăng thêm cái độ chua cho cái nước cốt mắm này thì các bạn có thể cho thêm một ít nước sấu, chứ không phải là nước giấm tỏi. Chua chua ngọt ngọt. Chúng ta sẽ cho bún và bún chả ăn như bún chả bình thường thôi. Thêm một ít nem cua bể. Và tên như rồi, chả nướng than tre. Bún chả nem cua bể là một trong những món ăn khen bạn nhớ mãi. Nó có mùi khoai toàn thoang và hương vị thơm ngon. Trời ơi, chúng mình cũng đang thưởng thức nhục sầu. Mình vẫn chưa biết bên trong có gì, nhưng uống rất sảng khoái. Khoai khoai, chảy nhức miền. Ôi giời ơi. Nếu mà để lựa chọn một cái địa điểm để mà ăn bún chả truyền thống nhất ấy, thì tôi nghĩ là các bạn nên đến đây. Cái quán mình là quán nào cô nhỉ? Quán Hàng Nga nhé, mở được 3 đời rồi. Món ăn tiếp theo của chúng tôi là bánh tôm Việt Nam. Và đây là bánh tôm cô ẩm nhé, bánh tôm cô ẩm. Bánh tôm cô ẩm thì sẽ ở cuối cái ngõ ẩm thực Đồng Xuân. Bánh tôm là một túc qua của riêng Hà Nội. Bánh tôm tại ngũ chợ Đồng Xuân sẽ hơi khác biết một chút tại vì sử dụng bột chen bình thường. Có bản hành có phá trôn chung với khoai tạo nên mùi hương rất đồng quê. Cái điểm đặc biệt của cái bánh tôm đây là các bạn có thể thấy tức là cái bột này nó được làm như kiểu bánh khoai ấy. Cái vị nó như kiểu bánh khoai chứ nó không phải là bột bình thường như kiểu là cái bánh tôm ở Tây Hồ mà chúng ta thường hay ăn. Điểm đặc biệt ở đây là loại tôm được sử dụng là giống tôm nhỏ, vỏ cũng vừa phải và bạn có thể ăn được tất cả. Khi thưởng thức bánh tôm, mình có thể cảm nhận được sự hòa quyện độc đáo giữa các hương vị cay, chua, ngọt và mặn. Cái nước chấm là nó có vị nó khá là khác biệt nhỉ? Yeah, khá là khác biệt. Bánh tôm rất giòn, mọi người nhất định phải thử và check bánh này, chỉ có 15k, dễ vậy. Món ăn tiếp theo của chúng tôi là món chè, món tráng miên nổi tiếng nhất của Việt Nam. Chè rất nhiều người nhục nhoai, tổ mồ, hôi tối về uống vị quả chè. Và điều tuyệt vời nhất của chúng là ngọt, rất ngọt. Ngọt, ngọt quá, rất là ngọt quá. Và béo, cực kỳ hấp dẫn với người nhục nhoai. It's really good, really good. That's really good. Yeah. Yeah. Thank you so much. Enjoy. Yeah, have a nice day guys. Với ẩn hấp đầu, caramel, dứa và trái cây, mình trộn suka caramel, cookie ngọt và ngon chi với giá 25k. Người nhiệt nói chứng minh thích kết thức bữa ăn với một số món ngọt và chê là sự lựa chọn hoàn hảo cho điều đó. Từ 97 Oh wow! They open it. They have opened it for the 26 years. Hôm nay ăn nhiều món ngon với Long Hòa Ốp. Hẹn gặp lại một video khác nhé. Bye bye.